Lô lô lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả năm ơi. Và ngày hôm nay thì Khả sẽ show cho anh em một cái món đồ có thể nói là rất rất đặc biệt. Và cũng có thể nói là lần đầu tiên của cùng với chủ S9 Giang Sơn Ký Sử này năm ơi. Cho anh em xem nè anh em ơi. Một cái ngọc bội có thể nói là hoàng mỹ lên tiệc, vô ma tẩy tượng ngọc khấu cấp 10 mà đỡ thành công được cấp 10 này thực sự quá đẳng cấp. Sau khi lên được cấp 10 thì sẽ kỹ năng phong sương thu ảnh sẽ một cấp nha anh em, sẽ tăng lên được một cấp. Đó là skill 9x nha anh em. Quá đẹp luôn. Tốc 40, bên giác 200, sinh lực 50, sinh khí 5. Một cái ngọc bội có thể nói là đầu tiên server và nó 1. Quá dữ luôn. Rồi, tiếp theo, một cái tay kim quang 2540. Phòng thủ lý 40 chạm sinh lực lực. Một cái nón mắt ộp, đồ liên đấu anh em ơi. Bao tay này thời hạn 6 tháng, 4 tháng nha. Còn nón này nón liên đấu mắt ộp. 2540 phòng thủ lý sinh lực lực mắt. Anh Tùng là hạng 1 võ lâm minh chủ luôn nha anh em. Quá dữ luôn. Đó. Tiếp tục nè mày. Đã khai đấu đã bay kiếp nên nhung xong. Đây, hạng 1 là mình chủ nè. Hạng 1 là mình chủ tháng vừa rồi, mùa vừa rồi. Quá dữ luôn. Anh mới lên cái ngọc bội này nè mày. Ngọc bội này ở từ cái giai đoạn mà từ cấp 9 mà đập lên cấp 10, anh đập 58 lần nè mày. Lúc nãy trên live anh nói là đập 58 lần. Tổng thở từ 9 lên 10 là 58 phát. Vãi trưởng cho nè. Vãi cả nồi luôn. 58 phát là từ 9 lên 10 nha. Mới từ 9 lên 10 nha. Từ những giai đoạn 7 lên 8, 8 lên 9 này nọ nó chưa nói nha Nam. Chưa tính đó Nam. Rồi tiếp tục cho anh em xem này. Một cây vũ khí chóng 40, bình sát 200. Một cái chiền mọc à, cái vũ khí này chỉ kích 40 chóng thôi mày. Bình sát không kích được như nào. Chỉ mang một áo kim á. À tính là kích được luôn đây mà. Là tại vì ảnh mang một set cực phẩm của Tinh Trừng Ngo và Vinh Diệu Trừng Y nè mày. Khu dự bang năm quá mà, khu dự bang năm quá mày. Kích hoàn toàn nè mày. Kích hoàn toàn. Nhìn dạ. Lại mà để ý khai tương anh kìa, cái bang kìa anh em ơi. Một set này là kích hoàn toàn set đồ 6 dòng như nè. Nó tương đương giống như một cặp nhẫn vô danh như nè. Tương đương như một cặp nhẫn vô danh nha mọi người. Tương đương giống như một cặp nhẫn vô danh luôn. Không gì khác. Đường môn nữa không có thì kích vác mày ăn nhiều thiên mà một tạc. Ui nắm bỏ đang thế. Mình một team mà lại ngon. Anh Tùng hay đi đâu anh Tùng ơi? Vừa ai rồi? À. Anh đi rồi. Bên anh còn mách. Bên anh đang bị ngân tay còn mách quả lộ không Tùng? Ừ, bị ngân tay à, đếm qua em soi đồ cho anh em xem mà. Bên anh còn mách quả lộ không? Cho em xin viên. Tiếp tục anh em ơi. Bị ngân tay đúng không anh ơi? Qua em soi cái. Ừ. Mới chim ngưỡng với ngọc bội vừa xong. Viên nào không? Quá dữ. Nó phun máu anh em ơi, phun máu anh em ơi. Bị ngân tay cũng đường môn anh Tùng. Quên lộn con nghe mi chứ. Em chưa thấy ta. Đây. Đứng ở chỗ dịch chạm đúng không? Ok này. Rồi, đứng yên như em. Tiếp tục anh em ơi, đón món giá tiếp tục anh em ơi. Tại từ kinh anh em ơi, một kim phi trăng. Đó, này tối nay vừa đánh boss đấu giá anh em cho anh em soi xét đồ. Đầu tiên server, đầu tiên server luôn. Nhầm cái ơi, tại từ kinh thứ hai ho ho ho. Ok. Rồi, một kim như phi trăng. Đây anh em ơi. Cái set đồ này thì sự là set đồ cũng có thể nói là no 1 server này mà. Sau khi lên ngôi hạng 1 võ lâm minh chủ á thì sẽ được một bộ vinh diệu như năm, vinh diệu chi y kèm với một cái giày tình trùng ngon. Hai món này thì anh em có thấy cái dòng ẩn bên dưới không? Nó có đỡ là vinh diệu chi y với lại tinh chuẩn chi ngo á thì hai món này là đặc biệt mang vào sẽ kích hoàn toàn những chuẩn bị xấu dòng như năm. Đó. Biển kinh tay phía chân ơi. Rồi. Nón này nãy em xem rồi, giá trị thắng cả 18. Một cây vũ khí chón, bình sát 200, sinh lực, nội lực, thể lực, nhận kháng lôi, đại lưng kháng lôi. Đó. Một con ngựa phiên vũ một kháng cả 10. Phần thưởng quán quân thiên hạ đệ nhất bang liên server bảo hộ 50 triệu vị đồng đồng. Một cái kháng lôi 25 từ ẩn. Một sản đồ thực sự là quá pin. Một mực nào khẳng cả năm. Đấu lại nè mày. Một trang sức. Đấu lại nè mày. Một kỳ hoang đấu giảm giá nè mày. Không một kỳ hoang đấu giảm giá nè. Giảm giá cho những ạc nào mà muốn lên thì nên chung xuân.
500 xu nè mày. Ếch nào mà mới mua mà chưa đủ cái mát đó, không được mát thì mua đi nè. Mát là 5 cuốn. Nói chung tổng set đồ này anh Tùng thì đỡ mà nói thì thiệt sự anh bỏ ra rất rất là nhiều tiền đó mà. Con ngựa này hơn 50 triệu. Rồi cái bộ này cũng hơn vài chục triệu, có thể nói là khoảng tầm 50 triệu set này. 50 triệu set này. Bao tay này thì khoảng 10 triệu. Trong vòng hạn sử dụng 4 tháng thì trung bình khoảng 1 tháng 2 triệu rưỡi. Một ngày tương đương khoảng tầm 80 nghìn. Nón này thì 10 triệu nha nam. Nón này mắt ọp điểm liên đấu thì vĩnh viễn 10 triệu nha nam. Giá chiên này hồi xưa anh mua khoảng 3 triệu. Cái vũ khí này đấu giá top 3 cũng là trong thời gian là 6 tháng. Vũ khí xanh này thì 6 tháng cũng 10 triệu, tầm 10 triệu quay đầu. Cái này thì khoảng hồi xưa 1, 2 triệu gì đó. Nhẫn này hồi xưa cũng mua vài triệu. Đã lưng này rẻ thôi. Chung là ở đây mà nói thì cái ngọc bội này thật sự là ảnh nó mà đập lên cấp 10 thì thật sự là vô giá này mà. Quá vô giá luôn. Chung set đồ này thì tổng thể thì chắc chắn bên em một điều là hơn 200 triệu em ơi. Không điều gì hơn 200 triệu. Nói cái ngọc bội này không ảnh đập từ cấp 8 cho đến cấp 10 đã hơn vài chục triệu rồi. Quá chướng rồi. Tại vì cái tỷ lệ xịt giai đoạn này nó chỉ có 10% đã lên thôi em ơi. Nó rất là khó lên. Ảnh đập mà từ 9 lên 10 mà hết 58 phát là em hiểu rồi. Set đồ thật sự là quá pin. Cho xe ăn thôi chứ. Chính là mất hết. Đủ anh cho xe. Cái gì xe đấy? Phần 2 á? Ừ. Giờ ạc chính là tình hình làm mất hết rồi. Vì nó ăn mỗi nước 5 quỷ chứ mày. Thấy em làm mà. Giao dịch nên Tông ơi. Đủ trước đi. Bao giờ mà Phương Anh không có anh hùng thiếp chưa? Nói chung là set đồ này với con ngựa này nữa thực sự ảnh bây giờ đỡ mà đi solo nè. Đại hội anh hùng hàng ngày thì chắc auto top 1 rồi. Quá đẹp. Rồi anh em thêm thấy set đồ có cái vấn đề nào nè, anh thêm xem thử nó có hấp dẫn không nè. Thực sự là cái ngọc bội nhìn vào chảy giải ngọc bội luôn nè mà. Quá chảy giải vào hướng ngọc bội luôn. Ngọc bội thực sự không còn chơi được nè. Ăn qua cho nó khỏe người đi. Tại vì ở server này á nè, nhiều anh em chưa hiểu về vấn đề lân tiệc Hồng Mỹ là như thế nào á nè. Lân tiệc Hồng Mỹ là như thế nào á. Thì nó là ở cái dạng là nếu mà Hồng Mỹ lân tiệc cấp 0 nha nè. Thì nếu mà ép lên Hồng Mỹ lân tiệc như Khải này, Hồng Mỹ lân tiệc cấp 0 thì hiện tại cái kỹ năng thiên địa vô cực Khải là không cộng không cấp nè. Không cấp, không cấp đó. Thì anh em ép lên được cấp 10 thì từ cấp 0 ép lên cấp 10, cấp 1 này, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 9, cấp 10. Đó là một quá trình gian rất là gian nan luôn em, thực sự rất gian nan anh ơi. Quá gian nan luôn. Anh có không biết như bộ bí kíp. Quá gian nan luôn, tại vì anh em phải hiểu là lên thì không nói mà xịt, mỗi khi xịt đó thì nó sẽ mất một bộ bí kíp, đó là ngay mới chữa mà ngay mới kiếm, một bộ bí kíp ngay mới chữa mà ngay mới kiếm. Thực sự ở server này hai cuốn bí kíp này tìm cực kỳ hiếm luôn em, thực sự anh em luôn. Ở server chỉ mỗi anh Tùng là người đầu tiên đầu tư cho con Gammy của mình lên với một đẳng cấp thực sự là vượt bậc, có thể nói là vượt bậc những Gammy khác phải đến gấp 7, gấp 8 lần rồi này mà. Những Gammy khác thì chỉ những cái ngọc bội lân tuyệt Hồng Mỹ cấp 0 thôi. Tốc độ đánh chỉ có 20 thôi nè. Thì sau khi mang 20 vào thì họ chỉ đạt được tốc độ đánh là 81 thôi. Còn như anh Tùng thì sự là tầm này thì lên được có thể nói là 126 rồi này mà. Đạt 126 rồi, chưởng như cái máy rồi mà. 101 chứ, lên 101 này. 101 chứ. 101. Tại vì là trung bình của Nghe Mây thì khoảng 65. 65 cộng phi phong này nó cho khoảng 70 đi, cho khoảng 68 70 đó đi, cộng với 40 này thì hiện tại cho 110 đi thì 108 gì đó thì nó chỉ mới đạt 101 này mày. Với 101 như này thì sự là bắn khỏi chơi đâu được. Một sự đồ khỏi chơi, với lại một cái đồ như thế này thì cái áo vinh diệu nữa. Quá đẳng cấp, phục hồi 60, thời gian chóng 40. Và đôi giày tóc 60, thời gian chậm 40. Cái áo này chóng 40, kèm với cái vũ khí này chóng 40 thì hiện tại đang có 80 chóng. Và giày này có làm chậm 40, kèm với cái nón này làm chậm 40, kèm với bao tay làm chậm 40 thì đang có 120 làm chậm. Anh em phải kinh nha. 120 làm chậm và 80 chóng. Tầm này thì bắn chết cả con lồn vỏ đàn luôn em ơi. Con lồn vỏ đàn đánh không lại luôn em ơi. Ở phiên bản đồ xanh như thế này thực sự ai cũng Tùng solo tầm này gọi là bá đầu. Không có đối thủ rồi. Khắn lôi này 1, 2, này, 3, này, 4 nè. Gia chiền là 5 nè. Này kháng cả 5 cộng với ngựa nó 20 nó cho là 6 này. 6 món khắn lôi này mà.
tương đương khoảng 6 món khăn lòi. Cái này 5 này, 5 này, cộng với 10 là khoảng 120, là khoảng 6 món khăn lòi nè. 6 món khăn lòi tầm này anh Tùng bật skin phô độ nữa thì có thể nói là khăn lòi lên được khoảng 75 cộng 3, cộng 4 gì cũng đó. Kèm với Sơn Hà 3 nữa thì quá trâu. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video ngày hôm nay. Vẫn như là anh em xem video đừng quên ủng hộ cho anh Tùng, một trong những cao thủ thiệt sự là hạng 1 Giải Lao Minh Chủ. Anh em cũng đã hiểu rồi, sau này khi lên cao thủ anh em cũng biết rồi, quá đẳng cấp. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Zuli 121 anh Tùng một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em ơi. Và không gì hơn kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Ở những video sơ đồ thì trong server mình thì ai cao thủ như thế nào khai so cho anh em xem. Lần này thì lên được cái bộ vinh diệu là tinh chuẩn ngon, kèm với cái ngọc bò này thực sự là một kỹ năng 9x phong xương tạo ảnh thì không còn gì để chơi này. Quá đẳng cấp. Anh em xem video đừng quên đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ chơi và nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ chơi nha. Khải sẽ tiếp tục soi đồ những cao thủ tiếp theo, những video sau anh em xem tiếp theo nhé.